Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn Kiên Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang gửi thư kêu gọi tham gia tình nguyện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau lời kêu gọi của hội, đến nay đã có hơn 500 đoàn viên thanh niên trong tỉnh viết đơn tình nguyện tham gia vào các đội hình của Tỉnh đoàn Kiên Giang phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Anh Hoàng Trung Duy, ngụ khu phố 2, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tham gia công tác đoàn và các hoạt động tình nguyện tại phường Rạch Sỏi. Sau khi tiếp nhận được lời kêu gọi của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang, anh Duy đã đăng ký tham gia vào đội hình tình nguyện phòng chống dịch COVID-19. Bản thân mong muốn tham gia các hoạt động phòng chống dịch của địa phương để chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Tụi em sẽ làm ở đội cơ động, là tụi em trực tiếp ở ủy ban phường Gạch Sỏi, và tụi em sẽ luân phiên đi mang thực phẩm để tới những cái chốt trực dành cho các bạn về cái phần ăn uống để mà các bạn có thể yên tâm mà trực chốt. Hiện tại, phường Rạch Sỏi có 34 bạn đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19. Sau khi thành phố Rạch Giá thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo tinh thần chỉ thị 16, các lực lượng đoàn viên thanh niên bắt đầu chia ra các đội hình tham gia cùng các lực lượng của phường như trực các chốt kiểm dịch COVID-19, tham gia tặng quà cho các hộ dân trên địa bàn khi thực hiện giãn cách, hỗ trợ tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Mong muốn của tụi em là cũng muốn chung tay với chính quyền địa phương đẩy lùi cái dịch bệnh, giúp cho người dân qua khỏi cái đợt dịch này. Cũng thành lập thêm đội hình hỗ trợ người dân có nhu cầu mua nhu yếu phẩm cần thiết là đồ sinh hoạt cho gia đình, thì phần nào đó cũng đã góp phần người dân yên tâm trong cái việc phòng chống dịch này. Khi tham gia, tất cả các tình nguyện viên sẽ được tập huấn kỹ thuật về các nhiệm vụ mình phụ trách, được test nhanh kiểm tra COVID-19, tiêm vaccine và trang bị các phương tiện công cụ cần thiết đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với nhiệm vụ được phân công là ghi chép và tổng hợp cái danh sách người dân từ ở ngoài tỉnh về địa phương, thì bản thân là đoàn viên thanh niên với tinh thần xung kích tình nguyện cũng đã cố gắng hoàn thành hết nhiệm vụ được giao. Chỉ sau hơn một tuần kêu gọi, đã có hơn 500 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh viết đơn đăng ký tham gia vào các đội hình tình nguyện của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Các lực lượng thanh niên tình nguyện cùng hỗ trợ tham gia truy vết F0, F1, lấy mẫu xét nghiệm, tuyên truyền, hỗ trợ lực lượng trực tại các chốt phòng chống dịch, tại các khu phong tỏa, khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Với cái bước ban đầu là đội hình này đã hỗ trợ cho thành đoàn Rạch Giá, cho địa bàn thành phố là 20 tình nguyện viên để các em tham gia các cái chốt chặn, cũng như là đã liên hệ kết nối với CDC của tỉnh, Sở Y tế để hỗ trợ các cái bạn là sinh viên tình nguyện, là các em sinh viên ở các cái trường cao đẳng y, Đại học Y Dược của Cần Thơ, Sài Gòn. Các em cũng đăng ký tham gia với số lượng là gần 50 em. Thì các bạn này cũng sẽ tham gia ở cái đội hình, ở cái tuyến đầu là các cái bệnh, các cái nơi như là tham gia cùng truy vết, rồi lấy mẫu, rồi tham gia ở bệnh viện đa khoa. Thì tỉnh đoàn Kiên Giang cũng rất mong và cũng là kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên tiếp tục để tham gia, để các cái đội hình hỗ trợ cho cả các cái nơi cũng như là các cái huyện cần để mà tiếp sức cho hỗ trợ cho chính quyền cũng như là cho người dân. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, phong trào tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19 đã lan tỏa đến các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực này đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc chung tay cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.